Dạ, thính chào tất cả các mục sư của Hội Thánh. Xin chào các tôi tớ Chúa và tất cả các con gái Chúa có mặt hôm nay và tất cả con gái Chúa cùng xem trực tuyến cho buổi nhóm hôm nay. Dạ. Tôi tên là Ánh Nga và tôi đang sinh hoạt tại Tổ Tế Bào Tỏa Sáng 3. Lời cảm tạ đầu tiên là tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã đem gia đình tôi đến Hội Thánh Mơ Ước để chúng tôi cùng nhóm lại với Hội Thánh. Khi chúng tôi, gia đình chúng tôi đến Hội Thánh Mơ Ước thì chúng tôi thấy được tình yêu thương qua các tôi tớ Chúa và tình thương của Chúa qua các chị em trong tổ tế bào. Đến với Hội Thánh Mơ Ước thì chúng tôi được đón nhận tình yêu thương của Chúa, cũng như chúng tôi được sự chăm sóc, sự cưu mang. Chúng tôi được dạy dỗ và học các chương trình cha mẹ thuộc linh. Cảm ơn Chúa là chúng tôi cũng được lớn lên trong chúng tôi nhóm tổ tế bào và chúng tôi được học lời Chúa qua những câu gốc. Qua đó, gia đình tôi, những người thân gia đình tôi được lớn lên từng ngày bởi lời của Chúa qua sự chăm sóc và dạy dỗ của tổ tế bào. Rất là cảm ơn Chúa và rất là cảm ơn Hội Thánh cũng đã chăm sóc và luôn đồng hành cùng gia đình tôi, cũng cầu thay cho gia đình tôi. Và điều thứ hai tôi muốn cảm tạ ơn Chúa, đó là điều mà khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư, khi mà xã hội đang có những cái sự mà kinh khiếp cũng như là có những cái sự khó khăn trên cái nguồn tài chính, thì đợt dịch giãn cách vừa qua thì gia đình tôi có 8 người bị F0. Và điều đó, trong đó những người F0 đó trong gia đình tôi là có người già 75 và có những em nhỏ 7 tuổi. Tất cả 8 người đều đi cách ly. Và chúng tôi dâng lời cầu nguyện Chúa và cảm ơn Chúa là chúng tôi cùng với Hội Thánh cầu thay. Và Chúa đã đáp lời tôi, Chúa đã chữa lành 8 người. Và 8 người trong gia đình tôi F0 đã trở về trong sự bình an. Tôi cảm ơn Chúa. Và tôi cũng cảm ơn Chúa là phần còn lại là gia đình tôi gồm có 15 người F1. Chúng tôi bị cách ly trong 21 ngày. Chúng tôi bị ở trong rào chắn bởi hai vòng. Một là giãn cách và một ở trong cách ly ở khung nhà chúng tôi. Tất cả mọi người chúng tôi đều không có ai đi làm hết. Và cảm ơn Chúa. Chúa đã đem sự tiếp trợ đến cho gia đình tôi. Qua sự tiếp trợ của Hội Thánh, chu cấp cho gia đình tôi thuốc men, thức ăn và tất cả các thực phẩm rau củ. Và cảm ơn Chúa là Chúa cũng sử dụng con cái của Chúa, những Hội Thánh bạn cũng chu cấp cho gia đình tôi một cách dư dật trong những ngày mà chúng tôi bị cách ly. Cảm ơn Chúa là Chúa thật là tuyệt vời. Hôm nay là chúng tôi, gia đình chúng tôi mới cảm nhận được là ban một sự dư dật đến cho gia đình chúng tôi một cách không chứa chan. Bởi vì đến thời điểm này thì tất cả chị em trong gia đình tôi còn dư hơn 100kg gạo. Dạ. Dạ. Và cảm ơn Chúa là sau đợt giãn cách này thì xã hội bình thường mới lại, thì tất cả mọi người trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều trở lại công việc làm. Và Chúa ban cho công việc làm tốt lành cho tất cả những người trong gia đình tôi. Đó là điều chúng tôi cảm ơn Chúa à. Dạ. Cảm ơn Chúa là vì trong mọi điều gia đình chúng tôi cậy đức tin nơi Chúa. Và chúng tôi cùng đồng công với Hội Thánh luôn cầu nguyện, bởi vì chúng tôi cũng nhớ rằng lời hứa của Chúa nói rằng các ngươi có hoạn nạn trong thế gian nhưng ta đã thắng thế gian rồi. Chúng tôi bám lấy lời hứa của Chúa và chúng tôi cài đức tin và chúng tôi luôn cầu nguyện. Gia đình chúng tôi hiệp một cùng Hội Thánh và cầu nguyện, dâng lời cầu nguyện cho Chúa. Và cùng cảm ơn Chúa là điều mới xảy ra trên gia đình tôi, đó là mẹ tôi. Chúa đã giải cứu mẹ tôi ra khỏi mọi cái sự áp chế của tà linh. Bà năm nay là 75 tuổi và bà thì có cái lãng tai á, cho nên là mặc dù là trước đây tôi vẫn thường dẫn mẹ đến Hội Thánh nhóm và nhóm tế bào, nhưng mà thật ra là đến để được Chúa chúc phước thôi. Thật ra bà không có nghe, nhưng mà bà đã bị ức chế rất là nhiều năm tà linh. Khi mà đến Hội Thánh hay là đến nhóm tế bào thì giống như là tà linh nó lừa dối á. Nhưng mà khi mà sự cầu nguyện cất lên hoặc là những thượng hội phượng cất lên thì tà linh nó bị quật ngã và bà nằm lăn ra. Nhưng mà khi Hội Thánh cầu nguyện xong, bà về nhà thì bà lại trở lại. Có nghĩa là tà linh nó làm cho mẹ tôi hung dữ lắm, cũng như là
thường xuyên nói chuyện một mình và nói chuyện với những cái hình người chết đó. Rồi bà có những cái biểu hiện hung dữ và bà la lối dữ lắm. Thì cái điều đó là cái điều mà gia đình tôi cũng luôn cầu nguyện Chúa, nhưng mà chưa được giải cứu mẹ tôi. Thì cái sau khi mà mẹ tôi bị F0 trở về nhà thì là mẹ tôi lại bị tai biến và bà đã bị liệt nửa thân người, cho nên là bà cũng không có nói được. Khi đó bà sẽ ở một chỗ và gia đình tôi thay phiên chăm sóc mẹ tôi. Thì tạ linh nó còn làm dữ dội hơn nữa, nó cho bà thức trắng đêm, coi như là không có ngủ mà thức trắng đêm, mà cứ tầm 2 giờ là bà dậy, bà la lối ôm sùm. Còn bằng ngày thường mà ai chăm sóc bà là bà không có hợp tác, bà la lối, bà không chịu cái sự chăm sóc và bà thường xuyên bà la, bà đánh. Nên là điều đó làm cho gia đình tôi rất là khó khăn. Có nghĩa là một cái năng đời làm cho gia đình tôi bị khủng hoảng. Ai mà chăm sóc bà là cũng như là rất là mệt mỏi. Thì cảm ơn Chúa, thì cũng nhờ hội thánh cầu nguyện. Và vừa rồi thì có được một sư thầy David Đức Lộc đã cầu nguyện, và nhờ các tôi tới Chúa đã có một buổi cầu nguyện giải cứu cho mẹ tôi. Và thật cảm ơn Chúa là ngày đó mẹ tôi được giải cứu hoàn toàn. Và hallelujah, ngay giờ này, thời điểm này, sau khi mẹ tôi được giải cứu, bà rất là ngoan ngoãn, bà vui vẻ và đầy tình yêu thương với con cái. Tối bà ngủ một giấc ngon lành, bà ăn ngon và bà ngủ ngon. Bà hợp tác với lại tất cả gia đình tôi. Những ai mà chăm sóc bà là bà hợp tác với chúng tôi. Nên là hallelujah, chúng tôi cảm tạ ơn Chúa. Mỗi tối tôi cầu nguyện chúc phước cho bà ngủ, thì bà nắm tay tôi và đồng công với tôi, bà nhắm mắt lại và cùng cầu nguyện Chúa. Hallelujah, tôi tin chắc một điều rằng Chúa sẽ ban phước cho mẹ tôi. Và tin chắc một lần gian rất gắn, mẹ tôi sẽ phục hồi lại. Hallelujah, tôi cảm ơn Chúa. Qua lời cảm tạ nhân lên cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa buổi sáng hôm nay, thì tôi cũng xin khích lệ tất cả anh chị em hội thánh, chúng ta luôn đặt cả đức tin nơi Chúa, vì chúng ta tin rằng tất cả mọi điều gì khó thì đã có Chúa Giêsu chúng ta làm rồi. Hallelujah. Yeah. Yeah. Cảm ơn.